Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay về cho anh em dây km và dây thắng của Rim Thái nha. Giá của học sinh sinh viên cho anh em luôn. Mà dây là dây xịn nha anh em nha. Đây, dây xịn. Rồi ha, đây, dây Thái zin cho anh em. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em ha. Quay gần đi. Chi tiết cho anh em luôn để anh em yên tâm, anh em coi nó chuẩn chất nha anh em nha. Tại vì á cái dây này mình thấy nhiều người hư lắm. Nhiều anh em á kêu là cái đồng hồ anh em hư. Nhưng mà thật ra đôi khi không phải là anh em không lên km á, đôi khi nó là do cái dây km luôn, chứ không phải là nó chỉ do mỗi cái đồng hồ không anh em ơi. Rồi bây giờ sẽ tiến hành khui cho anh em coi. Đây là dây km là đây. Đây là dây km của Rim Thái nha. Anh em mua gắn Rim Thái nha, gắn Super không có được đâu. Tại vì má đụng của Super nó khác má đụng của Rim Thái nha anh em. Cho nên là anh em mua gắn Rim Thái. Đây, hàng là hàng made in Thái Lan cho anh em. Thấy chưa? Rồi, đây. Là dây này. Thì dây nó sẽ có một cái bọc bên ngoài rất là dày dặn luôn. Và mã đây. Nó mã luôn này. Đây, sao nó mờ dữ vậy? Khó nhìn dữ rồi. Đây. GN5 900 nha anh em nha. Đó. Ok chưa? Chọn hàng cho anh em nha. Đấy, cho nên là anh em cứ đúng hàng anh em mua thôi, không phải suy nghĩ nhiều. Mã là GN5 900 luôn, dây mà có mã như vậy thì anh em yên tâm rồi. Anh em biết sao không? Dây này á nhìn nó đẹp như thế này, dây chuẩn dày lắm, giọng dây dày mà nó mềm lắm, mềm eo à, đã lắm anh em. Dây mềm eo à. Rất là đã luôn. Đây ha. Đây là cái dây thắng nha anh em. Dây thắng nha. Đây, dây thắng này. Dây thắng nha anh em nha. Dây thắng này cũng giá 100 ngàn luôn. Dây thắng anh em cũng dây trên dây nó có mã luôn nha anh em nha. Dây là có mã luôn. Đây. Mã đây. GN5 900 luôn. Đó, nghe chưa? Chọn dây không? Chọn dây cho anh em hết nha. Đó, dây ha, dây thắng thì nó dài hơn. Dài cho dây km một khúc lận. Nha. Dài một khúc luôn. Dài một khúc nha. Đó, thì một cặp như này có 200 ngàn thôi, tính ra có 100 ngàn một sợi anh em ơi, rất là rẻ luôn. Thì cái này một sợi mình cũng có bán nha, xin xa toàn quốc cho anh em luôn. Giá nói chung giá này thì quá là ok luôn, mình có 100 ngàn một sợi, thực sự anh em đi mua cộng này á. Có những mình đã từng gặp những cái người mà họ bán dây này cũ nha anh em nha, khoảng 400-500 ngàn một sợi dây này. Đã từng gặp rồi, không biết là bán được cho ai không, nhưng mà thấy có bán là 400-500 ngàn một sợi. Và dây này đặt bán mới cho anh em, hàng Thái zin luôn, chỉ có 100 ngàn một sợi thôi, bao rẻ cho anh em luôn. Anh em nào mua 2 sợi miễn ship cho anh em luôn, ok chưa? Gọi là vui vẻ với anh em luôn, nay là cuối năm rồi. Cho nên là chơi vui vẻ với anh em. Mua 1 sợi là 100 ngàn, 2 sợi là 200. Miễn ship luôn, 2 sợi miễn ship cho anh em luôn. Mua 1 sợi thì tiền ship nó đâu đó khoảng 25-30 ngàn. Còn mua 2 sợi miễn ship cho anh em luôn. Đó, này là ưu đãi bên mình dành riêng cho anh em nha. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu mua dây km, dây thắng, liên hệ với Đạt nha. Dây chuẩn Thái cho anh em luôn. Mã GN5 900. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt nha. Số điện thoại 0915 434 913. Cảm ơn em đã theo dõi video clip rất là nhiều. Và chào tạm biệt tất cả quý anh em nha.